năm động tác yoga tác động vào cơ Kegel, giúp đưa thật nhiều năng lượng và máu tới bộ phận sinh dục, giúp cậu nhỏ các bạn tăng chiều dài lên theo thời gian. Đây là minh chứng của khoa học nhé, và chúng ta chỉ cần kiểm chứng điều đó với bài tập của một trung toàn thôi. Sau đây là động tác đầu tiên. Mỗi tư thế chúng ta sẽ làm 1 phút. Chuẩn bị đồng hồ đếm ngược. Bắt đầu. Chỉ cần lên xuống thật chậm chạp. Hít thở tự nhiên bình thường. Lên xuống thật chậm chạp. Đẩy càng căng càng tốt. Động tác số 2, chúng ta cũng sẽ làm 1 phút. Chuẩn bị đứng ngược. Bắt đầu. Cúi xuống đến mức thấp nhất có thể. Hít thở bình thường. Động tác số 3, chúng ta cũng sẽ bắt đầu thực hiện 1 phút. Đếm ngược. Bắt đầu. Đụng đỉnh chậm rãi thôi. Làm liên tục trong 1 phút. Động tác tiếp theo chúng ta cũng sẽ làm trong 1 phút. Đếm ngược. Bắt đầu. Càng chậm rãi càng tốt. Hướng cái sự chú ý vào mặt trong cơ đùi. Cảm giác rất là tức ở mặt trong cơ đùi. Thank you.
toa cuối. Cứ làm chậm rãi, hít thở tự nhiên bình thường. Vừa rồi là 5 động tác vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả đối với những anh em có cậu nhỏ hơi ngắn và khiêm tốn một chút nhé. Hãy chăm chỉ luyện tập thường xuyên. Trong trường hợp các bạn không có thể kết nối được với ai đó thì hãy kết nối với Kim Toàn. Kim Toàn sẽ hỗ trợ các bạn đạt được những cái nhu cầu mà mình muốn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái video hữu ích của lần tiếp theo.